Chào mừng anh chị đến với nhà máy của Lecas Leather, nhà máy của đồ da hạnh phúc. Lecas là một đơn vị sản xuất túi sách da thật tại Việt Nam và đã có mặt trên thị trường đến nay là gần 10 năm rồi. Toàn bộ sản phẩm của Lecas đều được tự thiết kế, tự sản xuất và đều được sử dụng toàn bộ chất liệu là dòng da bào thật full grain. Nếu các chị đang quan tâm đến những sản phẩm của Lecas, hãy cùng Lecas trải nghiệm trong video này nhé. Ngoài chất liệu thì chắc hẳn là các chị cũng quan tâm đến màu sắc đúng không ạ? Ở đây thì Lecas có 3 tầng màu sắc của túi da và có rất là nhiều màu cho các chị lựa chọn. Nếu các chị đang quan tâm đến màu nào thì hãy cùng Lecas khám phá trong đoạn tiếp theo nhé. Mở đầu cho bộ sưu tập túi da lần này đó chính là màu đỏ bã trầu với chất liệu và màu sắc rất là dễ dùng này. Chất liệu thì mềm, dày, dẻo, chạm vào thì rất là thích và đầm tay nha các chị. Hai màu xanh tiếp theo sẽ là hai màu xanh mang đến hai phong cách khác nhau. Một bạn thì sẽ có một cái màu cơ bản là màu xanh than, sử dụng rất là bền, sạch màu và cái màu sắc này thì các chị có thể kết hợp quần áo rất là dễ dàng. Còn bạn thứ hai thì là một màu tông xanh lạ hơn một chút, là một màu xanh ô liu, cũng không quá kén người sử dụng và được Lecas phối thêm một chút màu nâu tạo điểm nhấn và sự đặc biệt cho sản phẩm. Với những chị nào thích chất liệu da dày, đầm tay, hạt mẩy thì nâu lạnh sẽ là một màu sắc không thể bỏ qua trong bộ sưu tập tranh lần này. Một màu sắc có tông màu nâu cơ bản, dễ dùng, kết hợp với một chút màu nâu đậm, tạo một nét vẻ đẹp gì đó trông khá là cổ điển nhưng mà vẫn rất là dễ dùng, dễ sử dụng và pha chút lẫn hiện đại. Đây là bạn da màu nâu và bên trong thì hãy khám phá cùng với Lecas xem có thể để được những cái sản phẩm gì, những cái đồ dùng gì ở bên trong này nhé. Bên trong thì mình sẽ có các ngăn nhỏ cũng như là các sản phẩm có thể để vừa, một chiếc ví, một chai nước size lớn, một ngăn để thẻ, một ngăn khóa kéo để mình có thể để được đồ dùng mỹ phẩm ở trong này. Tiếp theo là một ngăn vách, chắc chắn thì sẽ không thể thiếu đến một chiếc điện thoại. Và hơn nữa thì đằng sau mình có thêm một ngăn khóa nhỏ để các chị có thể để được cho mình thêm một cái tai nghe hay là một bộ dây sạc. Và còn một điều đặc biệt bất ngờ bên trong đó chính là một cái dây móc. Và dây móc này sẽ là dây móc thiết kế của Lecas để giúp cho các chị có thể giữ được chìa khóa này cũng như là những cái đồ dùng gì dễ rơi. Mình móc vào đây và khi tìm lấy cũng rất là dễ, chỉ cần thấy chiếc dây này thôi là mình đã thấy đồ dùng mình cần dùng. Với màu sắc nữ tính nhẹ nhàng thì không thể nào thiếu đến màu tím hồng đúng không ạ? Mình có thể đeo thử màu tím hồng lên và sẽ xem kết quả của bạn ra sao khi ở trên người nha các chị. Đây là một chiếc túi dây màu tím hồng sẽ có giá sâu giảm là còn 1.758.000 với phong cách neo chéo, năng động, khỏe khoắn và rất là nữ tính. Nhắc đến tím hồng cũng vẫn là một tông hồng nhưng Lecas sẽ có chuẩn bị cho các chị một cái màu sắc hồng nhẹ nhàng hơn, nhẹ màu phối, nó sẽ dịu dàng hơn một chút xíu, nhạt màu hơn với phiên bản là cầm tay. Tại sao có thể cầm tay được như này là bởi vì Lecas sẽ đục lỗ toàn bộ các phần dây rồi và khi mà mình đục lỗ thì các chị sẽ kéo nó ở cái phần ngắn nhất và mình sẽ thắt cho nó một cái nơ để có thể xách tay như thế này. Chân rất là duyên dáng này, phù hợp để mặc váy, đi tiệc hay là đi sự kiện chẳng hạn cũng là một cái rất là hay. Có hồng cam rồi thì chắc chắn là cũng sẽ không thể nào thiếu đến một cái tông cam. Cam sẽ là một cái màu sắc mà Lecas có rất là nhiều này, rất là nhiều mã. Tuy nhiên thì dây này nó sẽ là một cái màu sắc có xuất xứ đến từ Ý, chất liệu da ống, dẻo, mềm. Và đây sẽ là một phiên bản của bạn dây để các chị có thể đeo vào. Đó là toàn bộ những cái hình ảnh của dây để các chị có thể hình dung rất là dễ dàng, từ đeo chéo, từ xách tay, từ đeo vai, rất là tiện lợi đúng không ạ? Và đó là tất cả các màu sắc túi chay mà Lecas mang lên trong lần này. Sản phẩm sẽ có giá sau giảm từ 1.758.000 đến 2.043.000. Nếu các chị đang quan tâm đến sản phẩm nào, hãy comment ngay tại dưới comment này dưới cho Lecas. Lecas rất mong có thể được gửi túi ví đi cho các chị ạ.